Cả nhà thân mến, hôm nay vào đi cùng thầy khoa đi vào trường dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An giao lưu cùng học sinh của thầy khoa với các em lớp, học sinh. Em vào trong lớp trước, em vào trong lớp trước. Đấy. Rồi rồi. Bây giờ là vào đi vào giao lưu cùng các em học sinh này. Dạ. Rồi, đi theo thầy là hello, báo chào các em, học sinh, wow. Chào cả nhà. Hôm nay rất là vui, Ngô Sĩ Ngọc báo được thầy khoa là dẫn về trường để giao lưu cùng các em. Lời đầu tiên, Ngô Sĩ Ngọc báo xin được chúc tất cả các em một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và không biết nói gì hơn, rất là vui là hôm nay có các em đầy đủ ở trong lớp thì báo cũng là muốn tặng cả nhà những bản sáo vùng cao hay nhất. Nhưng cứ xúc động như thế này thì em thổi cả đến sáng mai không về thầy ạ. Anh Ngô Sĩ Ngọc là quê ở xã Nghĩa Đông, Tân Kỳ. Lâu trò của thầy cách đây hơn 15 năm, từ năm 2006, 17 năm. Hiện nay thì anh đang định cư ở Hà Giang và anh cũng là người bình thường thôi, nhưng mà có một số sáng tác rất là hay về xứ Nghệ, trong đó có Nghệ An và Hà Tĩnh. Thì hôm nay nhân tiện là anh về công tác ở Nghệ An thì là có ghé vào thăm trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và đặc biệt là vào thăm lớp 12G, lớp của thầy Trương Đức Thanh đang dạy. Thầy Trương Đức Thanh cũng là đồng hương và cũng là hàng xóm của báo luôn. Rồi, một lần nữa tôi cho tràng một tay để chào đón. Ngô Sĩ Ngọc báo về thăm thầy mà thấy báo còn già hơn cả thầy. Thầy vẫn phong độ đẹp trai như xưa, còn báo là còn già hơn cả thầy. Giang trồng hơi.
Rồi rất là xúc động, các bạn ngồi im để nghe là cứ tưởng là đi ngủ hết rồi. Đây là tiếng sáo Mông. À, người đồng bào vùng cao được biết đấy là người ta sử dụng tiếng sáo này để tỏ tình. Những chàng trai cô gái nếu mà thương yêu nhau, người ta không nói lời yêu thương, không nói là anh yêu em, mà người ta chỉ thổi sáo để thể hiện những tình cảm ở trong lòng với người mình yêu. Cũng giống như chàng trai mà ngồi cạnh cô gái, người ta chỉ nhìn bằng ánh mắt và người ta thể hiện những tình cảm trong lòng thôi, người ta không thể hiện như là người ở miền xuôi. Đấy, cả nhà có muốn Ngô Sĩ Ngọc A Báo hát tặng cả nhà một ca khúc về xứ Nghệ không? Có. Mà yêu mến ca khúc nào yêu cầu, hay là có chọn bài nào không? Rồi A Báo xin tặng cả nhà ca khúc Tìm Em, câu ví sông Lam, được cả mọi người rất là yêu mến. Nào cho tặng một tràng pháo tay nào. Rồi, không, cả nhà tạm ứng gì mà nhiều thế, tạm ứng ít thôi, nhiều quá lại tí nữa không có. A Báo xin phép được gửi tới cả nhà ca khúc Tìm Em, câu ví sông Lam mà vừa rồi A Báo đi thi sàn chiến giọng hát ở Sài Gòn. Cả nhà vỗ tay chào mừng cô giáo của chúng ta. Rồi, em chào cô. Rồi. Cô có khỏe không? À rồi, thế mời cô chủ nhiệm lên đây. Rồi, đợi. Cô chủ nhiệm lên để thể hiện dễ hơn. Tha tìm em có ví sông Lam để thể hiện cho cô chủ nhiệm luôn. A Báo tặng cả nhà ca khúc Tìm Em câu ví sông Lam. Có cô chủ nhiệm là đứng để A Báo thể hiện những tình cảm đấy. Hôm nay là cô chủ nhiệm làm diễn viên điện ảnh ở trong phim của A Báo luôn. Ôi cả nhà dành một tràng pháo tay nữa nào. Hình như là cô đang run. Không quen lắm cái đời tiếng. Cô chạy mất rồi. À đây cô vào đây chụp cái ảnh. Rồi. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao nửa câu vì em thương. Cù sằn cù khoái môi chặt mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn mười tám. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nào về bên em. Ơi câu vì anh cho mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bên đó xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diều gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ấy. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đò lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu vì sông Lam.
không phải đi tìm nữa, cô đây rồi. Thôi A Pao đưa cô đi đây. Thôi chào cả nhà nhá. Rồi rồi mình đi thôi, mình đi thôi. Rồi rồi. Chào cả nhà rồi. Rồi cả nhà. Thôi cả nhà vui không? Có. Thôi có muốn nghe hát nữa không hay để A Pao với thầy là về Tân Kỳ luôn. Nghe sáo. À nghe sáo à? Ôi. Ủa thì mọi người thích nghe sáo thầy ạ. Thôi tặng cả nhà bản sáo nữa nhé. Nhưng mà nghe sáo rồi đừng mê nhé, mê là không được đâu. Châu sông rùa cả đê danh cú tề dùa đê kê cú cú na ma lùa tía tùa tì ni xua ni nhùa ma ê à ơ ơ chiều lòng anh như gọi em mãi chiều về bên núi nhớ nhớ người yêu lòng anh buồn buồn ăn trăng nó lặn chiều anh như gọi em mãi à ơ Thank you.
Rồi thế chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhá. Chào cả nhà nhá. Tí nữa ra chụp ảnh mấy cái nhá. Ông Ngô Sĩ Ngọc phải ra với các bạn ở phía bên ngoài một tí. Rồi, mua sai sai. Đừng đây chụp cho cả lớp. Lại nhá, lại. Thấy thấy làm lại. Làm lại. Nào cả nhà giơ tay lên, nào. Nào. 1 2 3 nào. Tí nữa chụp riêng nhá cả nhà nhá. Rồi. Đây nào. Nào các em nào. Rồi, ai chưa có thì vào nào. Thấy phải xe chia ra từng tốp. Rồi, nào. Được chưa, nào. Nào, 1 2 3 nào. Đấy, thầy cũng muốn làm. Đấy. Nào, 1 2 3 nào. Nào, 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Có ai chụp riêng nữa không? Có. Lấy máy đâu, máy đâu? Không có máy rồi. À, không. Không có máy. Nhờ thầy chụp cho. Đây. Nhờ thầy chụp cho. Rồi. Ai cũng muốn bắt tay thế này rồi. Không được sờ bầu nha. Rồi chào các anh cả nhà nhé. Rồi chào các bạn. Rồi xin chào. Để bảo sang lớp 12C2 một tí nữa. Rồi. Chào cả nhà. Chào anh em của chú Hà Long Quyền. Ô anh em của chú Quyền à? Dạ. À biết chú à? Dạ chú Báo. À rồi con tên gì? Cháu tên Mai Linh chú ạ. À chụp với Mai Linh một kiểu. À, rồi Mai Linh. Mai Linh là cháu của Hà Long Quyền này. Đấy, cả lớp vào đây chụp với chú một kiểu nhá. Rồi đây. Nào. 1 2 3 nào. Nào 1 2 3 nào. Đấy, chú đứng ở giữa nhá. Ui tư vào đây này. À cầm nào. Ở đây nào. Ai đứa cầm đầu này cho cân nào. Nào 1 2 3 nào. Nào rồi, thấp thấp nào, 1 2 3 nào. Rồi, chào các con nhé. Rồi, chào cả nhà. Rồi, chào các con. Rồi, đây là lớp 12C2. Rồi, ngày xưa Pao học 12. Rồi, thế mình về nhỉ. Rồi, chào. Cầm tay cũng được, không sao. Rồi, được rồi. Hôm nay rất là cảm ơn Ngô Sĩ Ngọc A Páo là học sinh của thầy khoa đã trở về thăm thầy và trò trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Nghệ An. Thời gian rất là ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa và đặc biệt là các thầy cô và học sinh thì rất là hào hức để chờ đón và giao lưu với Ngô Sĩ Ngọc A Páo. Rất tiếc là thời gian này nó quá hạn chế và hẹn Ngô Sĩ Ngọc một lần sau nữa. Một lần nữa rất là cảm ơn sự có mặt của em để thăm trường thầy và trò trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Nghệ An. Cảm ơn em nhé. Rồi, em cảm ơn thầy ạ. Rồi. Chào cả nhà, chúc cả nhà sức khỏe. Mù say say lo say say. Mù say say lo say say. Hầu chứ hầu mê mê. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Ta uống hầu mê mê. Thầm mõ đeo luôn vòng quanh cô nơi đại ngàn đa xám giữa núi rừng đường đao khoe sắc như chỉ hồng trên đá u chàng trai mi tu mù say say lòi say say mù say say lòi say say hồ chớ đi nhanh nhanh về nhanh nhanh. Đi nhanh nhanh về nhanh nhanh ta uống.